Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ và chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi nhìn cặp vợ chồng này tôi cứ tưởng tượng đây là cặp vợ chồng Quỳnh Hiểu Lam và Angela Baby. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Dạ còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bd vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao là ảnh rồi là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà anh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra anh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mày chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ mình nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như cơm quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng ở bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên hai căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao, hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, cứ lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bây giờ mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét, mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận. Thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì đi, thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi anh nói thôi gọi gì để anh ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa. Anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. Thế sao bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi mà em kể anh nghe lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á thì em tới như cái quán ở đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi, thăm cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên là thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giờ. Cái đó là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời em cũng hơi dị đoan, hay đi cơ bói cũng xin nói sinh năm 91 rồi làm bát bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bát bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì. Cái em hiệm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có bà nội, nó không có đâu, Tài tuổi dê, Tài tuổi con không à. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống rồi nói
nói xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im mình lên là có ổng đó mà anh cũng cười cười anh im im anh đơ đơ đơ. Em đi xuống dưới tôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở em lục cái chứng minh dân ra em cầm lên em quăng. Kỳ gì, sinh năm 93 là sao kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu gì vậy, cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng, nó sinh năm 91. Cái gì sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì nó sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mà đó rồi mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính đó. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Ô, nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là... Em bị giận nhiều đúng không này? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Nhưng mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Này là kèo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa là bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà đưa cái tay vô mày anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi em hả, đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về của bạn này mà có việc nhà không là má mi gọi, má mi em cứ là hiền, má mi vào em cứ là hiền. Nó nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như ơi đừng hiếp tài nha, tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh tài nha. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái tờ, giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này, em được quyền kể xấu vợ mình à? Không sao đâu, cô em có tật xấu gì không? Đã có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không có đủ không bạn xóa gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Thôi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo đó. Xóa rồi hả? Em còn tật xấu rồi. Tật xấu mà nhất của vợ em nó là hậu đậu, với lại đụng vô cái đâu là đổ bể đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã làm sao cái đụng vô cái là bể liền. Thôi đưa cái tật xấu với chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á bạn ấy thích một cái game gì đó là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó trong một tiếng phải có 5 phút 10 phút bạn nó phải bấm game, là đang đi là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì em cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết, được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay bất cứ gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kìm cái tính nữa. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Song ngư, cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, đúng còn rồi, em nó phải hỗ trợ qua lại chứ, bù trừ hỗ trợ. Nhìn còn dạ. Như dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được. Có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi.
Thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử. Cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính á, thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nắm mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc chắn là sẽ được thôi, đúng không? Dạ. Em còn rất trẻ. Chào em. Alo, em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Em nói với người yêu của em nó chết rồi anh, về sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Vợ em hơi bờm sao chị không giấu dấu vết được. Và bây giờ Quốc Thuận xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Lần tiên thì cho phép em được chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Quốc Thuận ạ. À, mình gọi sao cả. Và xin chào quý vị khán giả trong lại truyền hình quay, và cũng như quý khán giả đang coi truyền hình. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu, hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một người bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke, em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người để tôi thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Con chơi, à, chơi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai gì đâu mà giờ cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó, thì cuối xong... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy dạ, thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không có nói gì đó đâu, nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Ừ. Anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà nhắn tin. Nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ, cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại, về có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ, thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi. Cái xong rồi cái anh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người yêu cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Cái với em, người yêu cũ đó. Dạ, cái em sắp xếp. Em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi. Cái 25 em đi với anh đó. Không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à. Anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi, anh gặp xíu. Trời ơi, nghe chết chết rồi, giờ sao? Em nói với người yêu cũ em, nó chết rồi anh, giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu, tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm, em kêu dừng đừng xa xa đây, em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi mà vợ em hơi bờm thì sao chị không giấu dấu vết được là đi tay cầm cái nó mà hiện thế này chị. Giờ mới biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc
gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Và xong rồi quen lại. Đến nào làm quê trước. Dạ em, tại vì mình là còn có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn, là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Và bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm đấy ạ, gần 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Và bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu ra trước. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất thẳng tính ấy chị ạ, là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi, và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng cái gì cả, không phải dè gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ, cũng nghe nhiều về gái miền Nam, và cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là những đứa đòi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ chạt thì lấy lạc cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nó cho khơm em lâu á, nhiều khi cứ em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên cái rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ có chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Tại vì do là em mới sanh em bé nên là mẹ chưa có cho làm việc nhiều, nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Đã đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa là to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Nhưng mà em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ ở đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy? Anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này thì anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi, alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn về với thôn không anh. Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa.
em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không, để cho mẹ hiểu mình hơn? Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn, nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Thôi, nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì đến đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? Tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị.